tuyển thủ Việt tại Hàn Quốc Bayak vì Moskin. Gần đây, Dragonix đã chiêu mộ hai tuyển thủ cũng như thực tập sinh người Việt là Lazy Phil và Chika. Trong đó, Lazy Phil được nhiều game thủ quốc tế biết đến nhờ chiến tích top 1 rank Hàn cách đây một thời gian. Còn với Chika, tài năng trẻ này đang gặp chút khó khăn ở bậc đại cao thủ. Nhưng những ngày gần đây, anh chàng này lại không hề try hard, khiến khá nhiều người tò mò. Chia sẻ về việc này, Chika cho biết tài khoản của anh đã bay màu vì dùng phần mềm Moskin. Ác chính em Moskin nên bị ban rồi anh. Theo hình ảnh được bình luận viên Linh Cao Thủ chia sẻ, ngoài lý do khiến Chika bị bay ác, tài năng trẻ này cũng hé lộ tài khoản liên minh mới của mình là Cho Vi Cá Mau 2006. Theo lịch sử đấu, Chika đang comeback rất mạnh với tần suất 10-15 trận rank mỗi ngày. Hiện anh đã cán mốc cao thủ Hàn 317 điểm với 71 trận thắng, 33 trận thua. Với tốc độ hiện tại, tuyển thủ trẻ này sẽ sớm trở lại đại cao thủ như trước.